mình. Hôm qua đó vậy con cũng thở vậy tự nay tự nhiên con làm ha. Hôm qua cái tay dơ cũng không được, sáng nhịn đâu cũng ăn cái muỗng trong dễ hết. Dành mốt luôn, hôm qua dơ cái tay không được. Ba bé cũng muỗng ăn. Ngon không? Nóng không? Ngon. Ngon. Ăn với cái gì mà ngon? Ăn với đậu hũ. Thò đó. Ăn cơm chưa? Ngon không? Ngon. Ăn cơm gì vậy? Cơm với ăn rau. Ăn cơm với ăn rau hả? Ừ. Nãy ai đút cho ăn? Tự ăn hả? Ừ. Giờ đi qua dì Tư chơi nha. Sao rồi hả? Thôi giờ đi qua đi. Đi qua coi bà Tư ăn cơm bệnh á. Không nhớ bà hả? Đỡ bà vậy? Đỡ bà vậy? Hả? Sao hả? Tại đỡ bà vậy, bà không vậy được thì sao? Đỡ đi. Thôi. Đỡ bà vậy đi. Thôi. Bà làm gì của má? Biết là bà gì rồi, nhưng mà điều mà nói bà không có hiểu. Bà không hiểu được. Bà không hiểu hả? Ừ. Sao vậy? Không gì được. Thôi đỡ đi, đỡ bà vậy. Má kêu bà bằng gì? Chị hả? À. Chị sao? Chị thứ mấy? Chị thứ tư. À, chị tư. Má thứ mấy? Thứ sáu. À. Vậy hả? Vậy đỡ bà, à, vậy đỡ gì vậy à, chị vậy đi. Thôi thấy bà không vậy thôi. Nắng hả? Nắng chói á. Lại cái đeo đây nè. Đang quay có nắng mà. Rồi được rồi, vậy được rồi. Thôi nằm đi. Hai người nằm chung nha. Sao vậy? Hai người nằm chung đi. Hả? Sao vậy? Nằm đi. Nằm đây chăm chị đi. Cái gì khác rồi nằm gần này sao? Ở chơi đi, hỏi chơi đi. Giờ thôi rước bà dì Tư ở chung với má nha. Chịu không? Sao vậy? Sao vậy? Tại hồi đó không có nằm gần, giờ nằm xa rồi. Giờ nằm xa rồi. Giờ nó không có nằm gần. Thôi vậy giờ nằm gần đi. Hai chị em nằm gần đi. Cho vui. Hả? Nằm gần. Sao vậy? Tại giờ không nằm gần nữa sao? Kỳ quá, không nằm gần. Không biết đường luôn. Kỳ quá. Nằm mà cái bụng không có nằm gần. Bụng sao nằm gần nữa? Hả? Kỳ quá. Kỳ quá hả? Thôi giờ ở đây đi, lo cho chị. Chưa có nằm gần được. Sao vậy? Tại giờ mình không nằm gần mà. Nằm gần là sao? Không có gần được. Ta nói ta không có chịu nằm gần, chứ liệu rồi cho ta nằm gần, ta không chịu không mà. Không, kêu là vậy. Gần thế ta. Dạ. Má không biết bà biểu thôi bà vô nằm má đi. À. Bà biểu bà vô nằm má. Ừ. Gần hết đêm má đi.
Má với bà cứ bay qua đưa lại. Không ai lại đưa. Không ai vô thôi. Lên hơi bà chơi. Thì nói gì đi? Nói gì? Không, giờ má qua đây. Nói gì cho em bỏ qua đây giờ? Hả? Nói gì? Thì nói giờ thôi. Thôi giờ má qua đây nằm với dì Tư. Hai chị em nằm ở đây cho vui. Ha? Không có nằm được. Sao vậy? Tại vì giờ không có nằm gần được. Biết. Biết. Mới về á.